cá trầu hay một số nơi còn gọi là cá lóc, cá quả. Loài cá này rất lành tính và được chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau. Trong đó có món cá trầu nướng, là món ăn dân dã phổ biến ở nhiều vùng thôn quê, nhưng lại mang vị ngon đặc biệt trong bữa cơm gia đình, rất thích hợp cho ngày họp mặt cuối tuần với bạn bè. Vị ngọt của thịt cá trầu nướng ăn cùng các loại rau sống là một thú vui khá thú vị khi thưởng thức. Tuy nhiên, để làm được món cá trầu nướng ngon chuẩn vị, người nội trợ cần có chút tinh tế và khéo léo khi chế biến để món ăn thơm ngon hấp dẫn. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Lương Hoàng Phấn, đầu bếp nhà hàng nổi Bá Chiến tại đảo Tre, Thanh Chương, Nghệ An. Nhà hàng chúng tôi có rất nhiều món ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái, đặc biệt là món gà nướng, cá nướng. Và hôm nay tôi xin giới thiệu cho các quý vị và các bạn món cá nướng muối ớt, đặc sản của nhà hàng chúng tôi. Để làm món cá nướng, chúng ta cần có những nguyên liệu như sau. Thứ nhất là sả, thứ hai là mì chính, thứ ba là ớt và thứ tư là muối. Và nguyên liệu không thể thiếu là cá trầu. Để chế biến được món cá trầu ngon, ta cần chọn loại cá đông hoặc cá tự nhiên, ta bắt từ ao hoặc sông suối. Để chọn được cá ngon và nướng, chúng ta cần phải chọn những con cá tầm 7 lượng đến 9 lượng để nướng. Như con cá quá to thì ta nướng sẽ không chín, con quá nhỏ thì thịt sẽ bở, sẽ không ngon. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn sơ chế cá để cá trầu. Đầu tiên chúng ta mua cá về là phải đánh vảy sạch sẽ, rồi cào hết nhợt. Sau khi làm sạch vảy và nhợt, chúng ta sẽ bắt đầu mổ cá. Đầu tiên các bạn dừ cá chặt, dùng con dao nhọn mổ vào chỗ ức cá đấy. Rồi dùng tay móc ruột cá ra. Bắt đầu móc ruột cá ra. Phần ruột cá này nhiều người họ sẽ rất chế, nhưng có nhiều người họ cũng ăn. Nên nếu mà ruột cá là theo yêu cầu người ta đặt để ruột thì mình sẽ để ruột cho người ta, còn nếu không mình sẽ bỏ ruột. Bây giờ chúng ta sẽ đi rửa cá. Sau khi mổ cá xong, chúng ta sẽ rửa hết nhợt trên cá. Sau khi rửa cá xong, chúng ta bắt đầu cửa cá. Chúng ta cửa cá ra để gia vị ngấm vào cá. Sau khi chúng ta sơ chế cá xong, chúng ta sẽ làm gia vị. Đầu tiên là sả. Chúng ta đập dẹp sả. Sau khi đập xong, chúng ta sẽ thái mỏng. Ta sẽ bỏ vào cối đấm nhuyễn. Tiếp theo là ớt cay.
Tùy theo mức độ ăn cay của mọi người, chúng ta sẽ bỏ theo sở thích của mọi người. Ở đây mình sẽ bỏ hai quả ỏng giá để đâm cho nhuyễn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bỏ mì chính. Chúng ta sẽ bỏ một thìa mì chính, 1/3 thìa mì chính. Tiếp theo là muối. Chúng ta cũng bỏ vừa phải, 1/3 thìa muối. Sau khi bỏ tất cả gia vị vào trong cối, chúng ta sẽ bắt đầu đâm nhuyễn. Sau khi đâm nhuyễn, chúng ta sẽ được cho gia vị vào trong thau để bắt đầu ướp. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ướp cá. Đầu tiên các bạn nhét gia vị vào trong chỗ chúng ta khửa. Các bạn nhét đều vào để gia vị ngấm vào thịt cá sẽ ngon hơn. Lưu ý khi nướng cá trâu, chúng ta để nguyên con nướng. Chúng ta ướp cá này trong thời gian khoảng 20 đến 30 phút. Và chúng ta sẽ bắt đầu nướng. Sau khi ướp cá khoảng 20 đến 30 phút xong, chúng ta bắt đầu xiên cá để nướng. Các bạn lưu ý phải xiên thẳng cá để nướng. Sau khi xiên cá xong, chúng ta cho lên lò để nướng. Các bạn chú ý đừng để lửa quá to sẽ bị cháy cá. Sau khi nướng cá được khoảng 15 phút thì chúng ta thấy cá đã vàng. Chúng ta tiến hành quẹt mật ong. Đối với mật ong, các bạn pha theo tỷ lệ là 1/3 chén bát ăn cơm này, các bạn sẽ pha là 2 thìa mật ong, 2 thìa cà phê mật ong ạ. Nếu mà mật ong các bạn mà không pha với nước á thì cá sẽ bị cháy, vì mật ong là kết dính cao là cháy. Các bạn phải phá với nước. Các bạn quẹt đều lên cá. Các bạn quẹt xong, tiếp tục nướng khoảng 15 phút nữa, cá sẽ chín. Trong khoảng 30 phút,
Nướng chúng ta đã nướng xong con cá trâu. Và bây giờ chúng ta sắp lên đĩa và thưởng thức. Và bây giờ chúng ta sẽ trang trí cá lên đĩa. Đầu tiên chúng ta gạt bỏ lớp vảy cá bị cháy. Sau khi gạt hết lớp vảy cá cháy, chúng ta sẽ tiến hành sắp lên đĩa. Và trang trí. Cá trâu thì mình mua từ những người dân, người ta đi đánh bắt rồi đến bán cho mình còn muốn chọn những con cá ngon để nhận biết những con cá ngon á, mày nhìn đầu cá to, đuôi thân thon, đuôi dài, đó là những con cá ngon, và nên chọn những con cá từ 7 làng đến 9 làng, tầm đó sẽ nướng cá sẽ ngon hơn. Muốn thưởng thức cá trâu nướng ngon, chúng ta cũng có ném cuộn, rồi rau sống, cây rau rừng, rồi có dưa chuột. Rồi chúng ta có thể gói vào chấm những gia vị như là xì rau, bò tạt này, rồi nước mắm, tỏi ớt, rồi tương ớt, có thể là chanh muối. Đối với cá trâu mà chúng tôi nướng ở đảo Tre đấy thì nó có cái hương vị khác với các cái cá trâu mà người ta làm ở các cái nhà hàng ở các cái địa phương mà tôi cũng đã từng đi ăn rất là nhiều, nhưng mà họ làm là chưa, thứ nhất là về cái tiêu chuẩn của cá trâu, cá trâu nó phải đảm bảo là cá là tự nhiên, bà con phải bắt được cá tự nhiên, mà thứ hai nữa là trọng lượng của nó phải đảm bảo đạt được một cái mức nhất định. Không nhỏ quá mà cũng không to quá. Thứ ba nữa là chúng ta phải có các cái gia vị nó phải phù hợp, như là các cái riềng, xả, ớt, rồi là mắc khẹn, khi mà chế biến để chuẩn bị vào nướng. Và khi nướng là mình cũng phải tập trung chú ý về cái khâu than, đảm bảo theo cái quy trình nhất định thì cá trâu mới đạt được một cái hương vị ngon được. Cá trâu là thực phẩm quen thuộc trong thực đơn hàng ngày của chúng ta, chứa nhiều giá trị dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Không quá mất nhiều thời gian, khá đơn giản trong chế biến. Chúng ta có món cá trâu nướng thơm ngon hấp dẫn để cả gia đình thay đổi khẩu vị cho bữa cơm chiều cuối tuần. Thưởng thức cá trâu nướng, chúng ta ăn kèm với các loại rau thơm cuốn tròn lại với nhau, tạo nên hương vị đặc biệt của thịt cá trào nướng, ngọt thơm, hòa quyện trong vị đậm đà của các loại gia vị và rau xanh, sẽ làm cho món cá của chúng ta ăn mãi mà không thấy ngán.